Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Knews 24 giờ, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi dành cho giới trẻ. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng với mình điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Deepfake là thuật ngữ để chỉ những video giả mạo, bị chỉnh sửa ghép mặt, bóp méo nhờ sự hỗ trợ của phần mềm. Trước đây đã có không ít người nổi tiếng bị kẻ xấu ghép mặt vào những bức ảnh video nhạy cảm. Mới đây, Blackpink đã trở thành nạn nhân của hành vi đáng lên án này. Từ tối qua đến tận sáng nay 13 tháng 11, trên khắp các diễn đàn, người hâm mộ phát hiện nhiều bức ảnh chụp lại cảnh nhạy cảm bị ghép mặt 4 cô gái nhờ YG được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Không chỉ vậy, trên một trang web 18+, hàng loạt video đều xuất hiện khuôn mặt của các thành viên Blackpink, trong đó thành viên bị ghép nhiều nhất là Lisa. Vì độ chân thật của các video này cao hơn hẳn các công cụ khác nên sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến danh dự và danh tiếng của các thành viên Blackpink. Điều này khiến người hâm mộ vô cùng tức giận, để lại hàng loạt bình luận phẫn nộ, trend hashtag và gửi email mong công ty quản lý sớm vào cuộc để bảo vệ nghệ sĩ của mình. Trước đó, nhiều nhân vật nổi tiếng của Mỹ như cựu đệ nhất phu nhân của Obama, người sáng lập Facebook hay là Tổng thống Trump đều từng là nạn nhân của deepfake. Từ khi mới bắt đầu xuất hiện từ năm 2017, hành động này đã bị xã hội lên án gay gắt vì ảnh hưởng rất lớn đến danh dự nhân phẩm của người khác. Nhiều người đề nghị các cơ quan chức năng đưa ra chế tài và xử phạt thật nặng hành vi này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Hãy để lại ý kiến đóng góp của các bạn thông qua phần bình luận bên dưới nhé. Đừng quên nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để luôn được cập nhật những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày đến từ Knews 24 giờ nhé.